Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cài đặt ví Sui. Trước hết tôi sẽ vào Google và tôi sẽ tìm kiếm Sui Wallet. Tôi sẽ chọn vào cái Sui Wallet Chrome này. Chọn thêm vào Chrome. Ở đây tôi sử dụng trình duyệt web của Microsoft. Tôi sẽ chọn vào thêm tiện ích mở rộng. Ok, đã thêm tiện ích. Tôi sẽ chọn vào Get Started. Để tạo một cái ví Sui mới, tôi sẽ chọn vào Create a New Wallet. Tích vào cái ô I Agree. Chọn Create Wallet Now. Và đây là cái dãy ký tự. Quý vị cần lưu ý, quý vị phải chép cái dãy ký tự này là lưu hoặc chụp lại. Và tuyệt đối phải giữ bí mật. Bởi vì đây là cái ví tôi làm video nên tôi sẽ để lộ cái dãy ký tự này. Rồi sau khi quý vị đã sao chép cái dãy ký tự này, chọn vào đăng. Ok, vậy là một cái ví Sui đã được tạo thành công. Bây giờ quý vị cần phải copy cái địa chỉ ví của quý vị. Quý vị phải vào Discord của Sui. Tôi sẽ để cái đường dẫn Discord ở bên dưới video này. Thì quý vị theo cái đường dẫn, quý vị hãy join vào cái group Sui trên cái mạng xã hội Discord. Còn ở đây tôi đã vào rồi. Đó. Quý vị vào, quý vị cần phải xác minh. Có thể nó hơi phức tạp. Quý vị cứ chọn vào những cái phần verify đây này. Quý vị chọn là like hết những cái này. Rồi vào những cái này, like hoặc là chọn cái biểu tượng. Đấy, chọn cái biểu tượng quốc cờ Việt Nam cũng được. Thì quý vị sẽ join được vào cái group Sui trên cái mạng xã hội Discord. Ok, sau khi join vào được rồi thì quý vị cần tìm đến cái phần này. Đây. Quý vị cần tìm đúng đến cái phần Testnet Faceit. Đó. Tại cái ô này quý vị hãy nhập là dấu sao này. Faceit cách ra và dán cái địa chỉ ví vào đây. Đó. Dán cái địa chỉ ví vào rồi gửi để quý vị nhận được cái đồng Sui Testnet. Và nếu như quý vị làm một lần nó chưa được thì có thể 5 hoặc 10 phút sau quý vị quay lại và tiếp tục gửi cái địa chỉ ví vào đây thì quý vị sẽ nhận được cái đồng Sui. Đây, ví dụ như ở đây tôi đã làm và tôi đã nhận được Sui 51.000 Sui. Cái này nó không có giá trị đâu, nhưng mà quý vị cứ làm, sau này tất cả các dự án họ đang xây dựng và phát hành trên blockchain của Sui, quý vị sẽ có cơ hội nhận được airdrop. Và mọi thông tin quý vị cần phải bám sát theo dõi thông tin trên cái group Sui trên cái mạng xã hội Discord này. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.